nguyễn minh đức channel cung cấp kiến thức tin học nền tảng giúp bạn học ở mỗi lúc mỗi nơi à, khi nhận được uh, cái tin nhắn của giáo viên gửi bài tập uh, cho các em các em uh, hãy uh, mở cái zalo uh, của mình lên rồi thì uh, trong cái phần mềm zalo thì uh, đã nhận được một cái tin nhắn uh, về giao bài tập của uh, mình thì uh, các em mở cái uh, đường link này lên chúng ta nhấn vào đường link này À, ở bước này chúng ta sẽ chọn tên học sinh còn nếu mà chưa có tên học sinh chúng ta hãy nhập vào cái à, phần tên học sinh ở phía dưới à, đây là cái bài tập mà thầy cô các em đã yêu cầu thì các em đọc cái phần yêu cầu à, và chúng ta xem cái cái clip tính kèm ở phía dưới à, đây là cái, cái phần bài tập mà thầy cô các em đã giao thông qua cái ảnh chụp thì chúng ta sẽ thực hiện trên giấy hoặc là chúng ta thực hiện cái bài tập này vào trong tập sau đó chúng ta sẽ trở về cái giao diện bài tập này và chúng ta chụp cái ảnh của bài tập mà chúng ta đã làm trên giấy để chúng ta nộp cho giáo viên sau khi chúng ta chụp xong thì chúng ta sẽ chọn cái bức ảnh đó ha À, đây là cái file ảnh mà các em đã chụp để nộp cho giáo viên đã được đính kèm lên xong rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn nộp bài khi mà các em đã nộp bài thành công và giáo viên đã chấm bài cho các em thì các em có thể trở lại vào cái link mà chúng ta đã nộp bài thì trong cái link này chúng ta sẽ nhận được cái kết quả mà giáo viên đã chấm cái số điểm và cái lời nhận xét ở phía dưới À, và chúng ta cũng có thể là xem chi tiết cái kết quả bài làm à, của mình sau khi mà được giáo viên chấm